thông tin khóa học cho bạn ấy, thì bạn cứ nhất nhất là không học cái khóa này mà em phải học cái khóa nào mà để làm cho doanh nghiệp nước ngoài cơ. Thế thì bây giờ các em hình dung nhé, chúng ta là kế toán thì ở ngoài kia nó sẽ có những lĩnh vực gì? Lĩnh vực dịch vụ này, thương mại hay sản xuất hay là xây dựng đúng không nào? Thế còn về loại hình thì nó sẽ có là công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần. Chỉ có điều là công ty đấy là có vốn 100% nước ngoài thì sẽ phải tuân thủ theo luật thuế ở Việt Nam. Kể cả nước ngoài thì vẫn phải tuân thủ theo luật thuế của Việt Nam, chứ có phải là các em ra bên nước ngoài các em làm đâu đúng không nào? Đấy, nó chỉ có điều là ví dụ như bây giờ liên quan đến yếu tố nước ngoài thì hàng năm là sẽ phải có kiểm toán bắt buộc ấy. Thế rồi thì về báo cáo tài chính thì các em sẽ phải tìm hiểu xem liên quan đến 100% vốn nước ngoài thì mình sẽ phải nộp cái báo cáo tài chính đấy cho những cái cơ quan nào. Thế nhưng mà còn cái cách thức về hạch toán này, hay là về kê khai thuế, về thủ tục hành chính về thuế thì nó có khác gì đâu các em. Thế hay là nó có con người nước ngoài thì chúng ta đã học về thuế thu nhập cá nhân, thì nó có cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đúng không? Thì ở trong cái khóa học này lớp cô Quỳnh dạy hết mà. Ví dụ như bây giờ liên quan đến hạch toán thì có loại hình dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây dựng thì các em đều được biết hết nhá. Thế xong rồi về các thủ tục hành chính về thuế thì các em cũng được học hết từ A đến Z đúng không nào? Hay là về thuế thu nhập cá nhân thì cô cũng dạy hết đâu là cá nhân cư trú, đâu là cá nhân không cư trú. Không cư trú thì hạch toán vào đâu, hay là kê khai, hay là khấu trừ như nào là đều được học hết mà. Thế sao các em học trong nghề mà các em lại không nắm được cái vấn đề này, lại cứ khăng khăng là em phải học để làm cho nước ngoài cơ. Đấy.